Lòng con ba ơi con khổ quá ba. Lòng... dạ Lòng ơi ba hại con rồi con. Ba tới hồi nào vậy ba? Ba tới nãy giờ, nhưng ba đứng ném sau chuột trâu á nên vô tình ba đã nghe tất cả rồi con à. Sao ba không ở nhà? Ba ra đây chi vậy ba? Cây mãng cầu con trồng lúc trước nay nó có trái, má không biểu ba đem ra đây cho vợ chồng con ăn lấy thảo. Ba bơi xuồng từ sáng tới giờ mới tới đây, nhưng bây giờ thì chắc con không còn bụng dạ nào để ăn nữa. Con không đâu ba ơi, con ăn mà, con ăn mà ba ơi. Ba đưa mãng cầu cho con đi ba. Đây nè con, ăn đi con. Con ăn nè ba ơi, ba đừng khóc nữa nghe ba. Con ăn nè. Ba ơi, ngon lắm ba ơi, ngon lắm mà ba. Là một thân hình tiều tì héo hon nhờ bởi những trận mưa. Lòng nhìn con mà ba không sao trên đường lệ mình. Ba không đây không phải là gì, không cho mình bạc phận mà không cho lúc hồn đồ mà ba chẳng kịp nghĩ suy, đã bắt hết cả con khi tuổi đời còn non dài. Nhưng tự cho con có một cuộc đời tươi sáng, nhưng có ngờ đâu là bóng tối như mình mong. Ba ơi, thân gái 12 bến nước trong giờ đục chiều, con chấp nhận cho mình mà. Ba, xin ba đừng tự trách mình như vậy. Giả lại, chỉ tại má chồng con nóng giận nhất thời thôi, chứ thật ra má chồng con cũng thương con lắm ba, và chồng con cũng vậy nữa. Nếu họ thương con thì đâu xem con như cầm thôi, thì con đâu ăn uống bên dĩa hè.
bầm ngang dọc, đâu phải ngẹn ngào trong cảnh nước mắt cha con. Trời ơi con tôi từ khi loạn lòng đến lúc thành nhân, tôi chưa đánh nó một bạc ai cũng không một lời anh nghe. Vậy mà hôm nay người ta đánh đập trẻ khinh, còn tôi là chó dưới nhà. Thương ta chắc ba chết qua rồi, ba chết thật con ơi. Ba ơi ba đừng xúc động quá ba ơi, ba dặn xuống đi. Ba mà có về gì thì tội của con còn nặng hơn nữa ba. Thà là ba chết còn hơn chính ba đã đẩy con vào bóng tối. Giờ đứng nhìn con kêu gào mà má chịu bó tay như vậy. Ba, ba ơi có cha mẹ nào mà không muốn con mình được hạnh phúc ấm êm. Con đau một chứ ba như trăm ngàn vết chém. Ơn nghĩa sinh thành nuôi dưỡng thương yêu, con chưa báo đáp mà giờ đây con làm mẹ cha đau khổ. Từ cổ chí kim đã tạo thành quy luật, bán nước 12 đục chiều trong nhờ. Con đã lớn rồi, con biết liệu sức của con. Con chỉ xin ba đừng vì con mà sầu bi khổ lì. Nếu lỡ xảy ra những điều đáng tiếc, tội bất hiếu con khờ còn chồng chất thêm sâu. Loan ơi, bây giờ ba biết làm sao đi con? Ba ơi, nếu thương con thì xin ba hãy về đi ba. Ba về á thì đành rồi, nhưng nhìn con đau khổ như vậy cầm lòng không đạt con ơi. Còn nếu như bắt con về thì không được đâu ba ơi, con không thể về với ba được đâu. Vì của hồi trả một thì phải đền 10. Gia thế mình bây giờ thì ba cũng biết rồi đó. Bán cả nhà cửa ruộng vườn thì ba đâu có ngại, nhưng ba chỉ ngại miệng đời tai tiếng thị phi nó sẽ keo vàng. Muốn vợ con gái lấy chồng mà đi thả về là hư gây, làm sao ba chịu nổi sự nhục nhã này hả con? Ba ơi, nhưng con không hề hư thân mất nết ba. Chuyện đó là để mình biết, cho thiên hạ đâu có hiểu cho mình. Rồi biết má có chịu nổi sự dèm pha với căn bệnh già nay yêu mai đáng như ngàn cân theo sợ tóc. Rồi mai mốt thắt xuống cửa tuyệt, ba còn mặt mũi nào mà nhìn ông bà hả con? Thôi ba về đi ba ơi, con không thể về với ba được đâu ba ơi. Con xin ba hãy tha tội cho con bất hiếu. Thôi thì cuộc đời chỉ có mấy mươi năm, con ơi con hãy ráng chịu đựng, ráng chịu đựng cho qua cái kiếp này nghe con. Con biết, con biết rồi ba. Ba về nghe con, ráng mà bảo trọng thân mình. Ba không còn cách nào để cứu con rồi. Con ơi, ba về nghe con. Ba, xin ba hãy nhận con một lại này, coi như là báo hiếu.
lên đi con. Ba về không biết chừng nào ta gặp con lắm ơi. Miệng đời ác lắm con ơi, ráng cẩn thận giữ gìn, đừng để gia đình mình mang tai tiếng, nghe không? Ba về. Ba về. Ba. Trời đất mênh mông mà con không có đất dung thân ba.